duy nhất là Lộc bán giá này và miễn phí ship cho tất cả anh chị em sẽ không tìm thấy lọ này ở đâu bán rẻ bằng Lộc. Lộc bán quá rẻ luôn, Lộc bán tất tay bán rẻ cho anh chị em luôn. Anh chị em xem được sản phẩm này, chia sẻ nó cho bạn bè, cho anh em của các bạn để họ có thể biết, và anh em muốn tư vấn về sức khỏe, muốn tìm hiểu về sức khỏe, muốn tìm hiểu về cuộc sống tình dục làm sao cho tốt, muốn bồi bổ làm sao thì anh em liên lạc với Lộc. Xin chào các bạn, trên tay mình đây là một sản phẩm cực kỳ hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt mà những cái sản phẩm viên nén như thế này không thể nào thay thế được. Và sản phẩm này được phát triển để cung cấp thêm cho chúng ta những vitamin đi cùng với việc bổ thận, tức là bổ thận tráng dương tăng sinh lực, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta thêm những vitamin, và nó đã được đạt những cái tiêu chuẩn rất là tuyệt vời và có những cái chứng nhận của nó rất là hay ở đây. Thì mình chia sẻ với bạn một chút vì sao sản phẩm này nó hay và nó đặc biệt, và mình muốn chia sẻ nó cho các bạn. Bởi vì khi chúng ta uống một cái sản phẩm bổ thận này thôi thì nó chưa đủ để cải thiện toàn bộ cái sức khỏe của chúng ta được. Bởi vì cuộc sống của chúng ta bây giờ chúng ta sinh hoạt tình dục khá nhiều, và việc sinh hoạt tình dục nhiều thì nó sẽ khiến cho chúng ta rằng là chúng ta sẽ không chỉ đánh mất đi cái chức năng của thận, hay đánh mất đi cái sự tráng dương hay là sinh lý, mà nó còn đánh mất đi như máu, đánh mất đi tủy sống, đánh mất đi nguồn sống của các bạn, nó lấy đi khí huyết của các bạn nữa. Thì khi các bạn uống một cái sản phẩm như này thì nó chỉ bổ sung được cục bộ, là bổ sung ở trên cái thận và tăng cường sinh lý thôi. Nhưng cái sản phẩm này bổ sung toàn bộ từ vitamin D3, vitamin K2, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 và vitamin C, và các loại thành phần khác nữa như sắt, như kẽm, như kali, như mangan, iốt, để bổ sung toàn diện cho chúng ta. Đó. Bởi vì chúng ta chỉ bổ thận thôi, nó chỉ khỏe thận thôi, nhưng mà thận khỏe thì lấy cái năng lượng ở đâu, lấy cái cốt khí ở đâu, thì cốt khí thì lại phải bổ sung bởi các vitamin, đúng không ạ? Thì một cái này thôi nó chưa đủ, một cái này nó chưa đủ, thì cái sữa này là nó sẽ thay thế cho sản phẩm này, và cái sữa thì nó mới bổ sung được các vitamin vào, và có thêm cả chất béo, chất đạm và năng lượng nữa để tăng cường cái sự hấp thụ cho chúng ta. Thông thường thì chúng ta sẽ uống một số các sản phẩm sữa khác, như là cái sữa vitamin hoặc là sữa này sữa lọ để chúng ta bổ sung cái sức khỏe. Nhưng bây giờ có một cái loại sữa vừa bổ sung được sức khỏe mà vừa bổ sung được chức năng thận. Ngày xưa thì Lộc phải uống Enin, hoặc là uống Ensure, hoặc là uống một số các loại sữa khác. Lộc hay đổi loại sữa vào uống cùng với cái này thì người mình nó mới khỏe. Lộc bây giờ không phải uống cả sữa và cái này thì nó mới khỏe. Nhưng bây giờ có cái sản phẩm này rồi thì chúng ta chỉ cần dùng cái sản phẩm này thay thế là được. Thì mỗi một năm thì nó khuyên chúng ta là nên bổ sung hai hộp này và một đợt những cái lọ như thế này, lọ ba kích mà Lộc hôm trước là giới thiệu với các bạn, lọ ba kích này đấy, hoặc là lọ dâm dương hoắc mình cũng làm giới thiệu với các bạn, hoặc là lọ này đấy, hoặc là lọ hầu biển, hoặc là những cái loại thực phẩm khác có rất nhiều mà Lộc đã từng chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có thể uống cái lọ này và uống kèm với các loại sữa khác. Có thể là bây giờ chúng ta già yếu và chúng ta sinh hoạt tình dục nhiều thì chúng ta bổ sung cái này và các loại sữa khác nữa thì nó sẽ làm chúng ta phải uống quá nhiều thứ trong một thời gian ngắn. Thì chúng ta có các loại sữa này ấy, nó tổng hợp sẵn cho chúng ta rồi, thì nó có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu và có kẽm ở đây, và cũng như là có nhân sâm ở đây. Đấy, để chúng ta tăng cường sinh lý, mạnh gân cốt rồi giảm đường huyết và tăng máu lão rồi, tất cả đều có ở đây rồi, thì nó vừa đáp ứng được cái việc ta cần phải bổ thận và vừa đáp ứng được cái việc bổ sung dinh dưỡng trên cơ thể của chúng ta. Đây là một cái sản phẩm mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn, và sản phẩm này Lộc báo giá dành riêng cho tất cả những ai xem được video này. Một hộp này là 400g, có giá Lộc bán riêng với giá nhá, đó là 249k nhá. 249k các bạn hãy chú ý nhá. Và các bạn mua với cái mức giá 249k này thì Lộc đang có một cái chương trình, đó là free ship, khuyến mại vận chuyển cho tất cả bất cứ ai mua sản phẩm này trên toàn quốc. Đó. Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, free ship một hộp này 249k, duy nhất là Lộc bán giá này và miễn phí ship cho tất cả anh chị em sẽ không tìm thấy lọ này ở đâu bán rẻ bằng Lộc. Lộc bán quá rẻ luôn, Lộc bán tất tay bán rẻ cho anh chị em luôn. Anh chị em xem được sản phẩm này, chia sẻ nó cho bạn bè, cho anh em của các bạn để họ có thể biết, và anh em muốn tư vấn về sức khỏe,
muốn tìm hiểu về sức khỏe, muốn tìm hiểu về cuộc sống tình dục làm sao cho tốt, muốn bồi bổ làm sao thì anh em liên lạc với Lộc. Lộc sẽ giới thiệu anh các sản phẩm hỗ trợ anh em để anh em có một cái liệu trình rất rẻ thôi, chỉ chưa đến 2 triệu đồng anh em có thể cải thiện hoàn toàn chức năng sinh lý của mình. Mỗi năm anh em chỉ vẫn mất vài trăm, chưa đến 1 triệu đồng anh em có thể luôn luôn hạnh phúc, gia đình và cuộc sống luôn luôn viên mãn. Đây là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn, mình muốn giúp đỡ các bạn thôi, giúp đỡ mọi người. Đấy, bây giờ chúng ta có internet, có mọi thứ rồi và chúng ta hãy chia sẻ cái video này để chúng ta được có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc với cái sản phẩm tuyệt vời này nhé. Đây, các bạn hãy xem sản phẩm này và đây mình sẽ bóc ra các bạn xem. Đấy, này, rồi, đó. Quá tuyệt vời, quá tuyệt đỉnh. Này, đây là sản phẩm sữa này. Khi các bạn bóc cái sản phẩm này ra, các bạn sẽ thấy một cái mùi hương không giống như các mọi loại sữa khác nhé. Một cái mùi hương của cây cỏ, một cái mùi hương của thảo mộc, một cái mùi hương của thiên nhiên ở tại đây này, ở tại cái sản phẩm này. Một cái mùi hương rất là thơm, một cái mùi hương của nhung hiêu, một cái mùi hương mà nó dễ chịu, nó nghe người thôi đã thấy khỏe rồi, vì nó là có đông trùng hạ thảo ở đây. Anh em thấy cái này, mùi hương quá tuyệt vời luôn. Thôi mất hương nhá, để Lộc về là con uống review các bạn thế đủ rồi. Ơi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Các bạn hãy chia sẻ video này, hãy nhớ này, 249k miễn phí ship trên toàn quốc nhá. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.